Không chỉ quần áo giả kém chất lượng mới ảnh hưởng đến sức khỏe của người mặc, mà đôi khi quần áo chính hãng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu như chúng ta không biết cách để xử lý đúng trước khi mặc. Mới đây thì một cậu bé 2 tuổi ở Australia đã bị ngứa ngáy tới mức phát khóc và phải nhập viện, mà nguyên nhân là vì sai lầm của người mẹ khi cho con mặc quần áo mới luôn mà không giặt. Samantha Spencer đã đưa con trai gần 2 tuổi của mình đến cửa hàng Big W để mua sắm. Khi ở đó, bà mẹ trẻ đã cho con mặc thử một bộ jumper để chắc chắn là nó vừa vặn với cậu bé. Nhưng khi về nhà thì cậu bé Parker bắt đầu ngơ ngáy và gãi khắp mặt. Samantha lúc đầu cho rằng con làm vậy vì cảm thấy khó chịu khi đang mọc răng. Tuy nhiên sau một giấc ngủ, cậu bé thức dậy và khóc lóc, la hét. Cái khuôn mặt của Parker ửng đỏ và sưng lên khiến Samantha phải đưa con đến bệnh viện. Sau một vài kiểm tra, các bác sĩ kết luận con của cô bị phản ứng với dư lượng hóa chất mà có thể cậu bé đã tiếp xúc khi thử chiếc jumper. Bé Parker phải lại ở lại bệnh viện để theo dõi và sáng hôm sau những vết phát ban dịu xuống. Con trai của Samantha đã hồi phục hoàn toàn sau một thời gian, nhưng bà mẹ trẻ chia sẻ cô đã nhận được một bài học về tầm quan trọng của việc phải luôn giặt sạch quần áo mới trước khi mặc.